1.200 mỗi đầu người, 6.000 đô la cho một gia đình hai vợ chồng và ba đứa bé, gói cứu trợ 3.000 tỷ đô la. Lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Các bạn có suy nghĩ và đánh giá như thế nào về cái gói cứu trợ này? Các bạn suy nghĩ nó có thông qua hay không? Mời các bạn theo dõi cái video nhé. Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony nha. Thì từ hôm qua tới giờ Tony nhận được rất là nhiều câu hỏi từ Facebook, từ YouTube cũng như từ email là: anh Tony ơi, hình như em nghe nói là mọi người sắp sửa được 1.200 nữa, rồi mỗi một gia đình nếu mà hai vợ chồng và ba đứa bé thì sẽ lãnh được 6.000 đô la một tháng, thì thực hư nó như thế nào, ra sao, anh có thể cho tụi em biết được không, hay là anh có thể tìm hiểu thông tin và chia sẻ được không? Thì hôm nay Tony sẽ coi như là mới vừa cập nhật cái đề xuất cái dự luật này, và Tony xin chia sẻ lại với các bạn. Và Tony xin nhấn mạnh một cái câu mà xin quý vị coi như là lắng nghe giùm Tony nha, đó là Tony là người chia sẻ thông tin, rồi các bạn tự là người đánh giá và suy nghĩ về cái đề xuất, về cái dự luật ngành này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết, Tony sẽ chia sẻ với các bạn cái chi tiết của cái đề xuất này nó như thế nào, và người nào sẽ đủ điều kiện, và thực hư nó ra sao. Mời các bạn theo dõi cái video nha. Rồi thì cũng như các bạn đã biết, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đệ trình một cái dự luật hơn 1.800 trang và tổng trị giá là hơn 1.800 trang, tổng trị giá là 3.000 tỷ đô la cho một cái dự luật này. Nó gọi là, mình dịch ra tiếng Việt nha các bạn, là dự luật Hero, tức là dự luật anh hùng của các bạn. Ok, thì coi như là cái đề xuất này á, thì nó bao gồm là nó gần giống như cái đề xuất mà hồi tháng rồi đó các bạn, là mỗi đồng người Mỹ là 1.200 đô la và mỗi một trẻ em sẽ là 1.200 đô la luôn. Tức là nó khác nhau một chút xíu là cái đề xuất hồi kỳ rồi á là trẻ em chỉ được có 500 đô la thôi, đúng không? Nhưng mà kỳ này á, cái đề xuất này á, cái dự luật này á, là trẻ em nó bằng luôn với người lớn. Tức là ví dụ người lớn lãnh 1.200, cái tấm chéc 1.200 đó các bạn, thì bây giờ trẻ em cũng lãnh một cái tấm chéc 1.200 luôn. Cho nên nếu gia đình của quý vị là hai vợ chồng và ba đứa bé thì total sẽ là 6.000 đô la cho cái gia đình 5 người đó. Đó là cái thứ nhất, và sẽ là người đủ điều kiện. Thì mình xin đi vào cái chi tiết nó như thế này nè các bạn. Nếu một người độc thân mà khoảng 75.000 đô la trở xuống thì sẽ lãnh được 1.200. Còn nếu trên 75.000 đô la thì nó sẽ trừ đi từ từ. Ok, rồi. Nếu một cặp vợ chồng khai thế chung thì phải coi như là 150.000 đô la. Và nếu trên 150.000 đô la cho đến 198.000 đô la thì tức là từ khoảng đó thì nó cũng sẽ trừ từ từ. Ok, rồi. Coi như là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi mới vừa đệ trình ra cái dự luật này và nó sẽ được bỏ phiếu vào ngày mai, tức là ngày mốt, tức là ngày thứ sáu, hiện tại bây giờ là ngày thứ tư, ngày 13 tháng 5 đó. Thì cái dự luật này sẽ được bỏ phiếu vào ngày thứ sáu ở Hạ viện thôi nhé các bạn. Nó còn long quê lắm, tức là con đường nó còn dài thăm thẳm chiều cho lắm các bạn. Tức là Hạ viện rồi nó lên tới Thượng viện, rồi nó bắt đầu nó mới đi vào Nhà Trắng và nó mới lên được tới bàn của Tổng thống ký nữa. Thành ra đây chỉ là một cái đề xuất của Đảng Dân Chủ các bạn nhé. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là thuộc Đảng Dân Chủ. Ok, rồi. Thì hôm nay mình xin nói một tí xíu về cái gói cứu trợ mà Đảng Dân Chủ ở Hạ viện mới vừa đệ trình lên. Thì cái gói này nó gồm khoảng 3.000 tỷ đô la
để cứu trợ thêm cho tình hình dịch bệnh, và nó lớn hơn gói viện trợ 2.000 tỷ đô la hồi tháng rồi các bạn nhé. Và nếu mà cái gói cứu trợ này mà được thông qua đó thì nó sẽ là gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ từ xưa đến nay các bạn. Nó sẽ là gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ từ xưa đến nay. Ok. Thì cũng như Tony mới vừa nói hồi nãy, nếu bạn nào chưa nghe kịp thì Tony xin lặp lại, cái dự luật mới này nó được gọi là HERO. Ok. HERO Act. Rồi. Tiền trả cho người lao động thiết yếu, những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, và cung cấp viện trợ cho chính quyền tiểu bang cũng như là địa phương. Ngoài ra trong cái gói cứu trợ này cũng gia hạn thêm cái trợ cấp thất nghiệp cho đến tháng 1 năm sau. Và điều đặc biệt là tấm chéc thứ hai sẽ gửi đến người dân. Đó, tức là nó cũng giống như cái tấm chéc thứ nhất đó các bạn nha. Dạ. Hạ viện sẽ tổ chức bỏ phiếu cái dự luật này vào ngày thứ 6 tuần này. Đó, tức là hôm nay là thứ 4, còn 2 ngày nữa. Rồi, đây là tất cả những cái thông tin mà về cái gói cứu trợ 1.200 mà coi như là Tony muốn chia sẻ lại với các bạn về những cái chi tiết trong cái gói cứu trợ này. Thì mình xin nói thêm một tí xíu là như thế này nè các bạn. À, bây giờ á không cần thiết là bên Dân Chủ hay bên Cộng Hòa đưa ra một cái đề xuất, một cái dự luật gì, nhưng mà chủ yếu là hai bên phải có một cái tiếng nói chung các bạn nhé. Tức là hai bên phải có một cái tiếng nói chung thì người ta mới thống nhất được một cái ý kiến, một cái dự luật, một cái đề xuất gì đó thì nó mới ra thành một cái đạo luật các bạn nhé. Chứ còn một bên đưa ra mà một bên kia không đồng ý thì nó cũng sẽ không bao giờ thành một cái dự luật. Đó, thấy chưa? Thành ra cái chủ yếu, cái điều quan trọng mà Tony muốn nhấn mạnh ở đây, tức là hai bên, hai đảng phải có thống nhất, phải có một cái tiếng nói chung thì nó mới thành ra một cái đạo luật, thì nó mới giúp được cho dân Mỹ và người Mỹ và đất nước Mỹ. Đó, thì sau giây phút Tony chia sẻ những cái chi tiết về cái đạo luật HERO Act này, 1.200 cho mỗi đầu người và 6.000 đô la cho một gia đình 5 người, thì quý vị và các bạn có ý kiến gì về cái đạo luật này không, và các bạn suy nghĩ như thế nào về cái đạo luật này? Tony muốn lắng nghe những cái ý kiến, những cái suy nghĩ của các bạn trong các phần bình luận nhé, để mình cùng nhau mà coi như là chia sẻ những cái suy nghĩ để mình gom góp lại, để mình tham khảo nha các bạn nha. Thì nếu mà các bạn thấy những cái thông tin trong cái video này nó hữu ích và nó ý nghĩa thì các bạn nhấn nút share để mọi người cùng biết. Cũng như là các bạn nào chưa đăng ký kênh của Tony thì bấm nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên để ủng hộ tinh thần cho Tony nha.